Xin chào Thụy Sĩ, trong cuộc hành trình ngày tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ đi Zurich, một thành phố nằm cách Bern khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đi tàu. Sau đấy thì chúng ta sẽ đi tiếp hồ Hồ Lake Interlaken. Quay phim gì? Đây, chúng ta đang đợi tàu để đi sang Bern một 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 chuyến. Sau đấy bắt tàu đi Zurich. Chúng ta sẽ đi một ga thôi đến Bern. Em bắt một chuyến tàu đi Zurich, đến tàu nhanh IC. Come in, rất đông. Chặn tàu Zurich còn lâu, 1 tiếng, gần 1 tiếng. Chúng ta đang trên tàu đi Zurich, khoảng cách 130 cây, nhưng mà đi chỉ hết chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Ngồi trên tàu, khung cảnh siêu đẹp luôn. Buổi sáng ngủ đến 8 giờ mà thanh niên vẫn còn ngủ. Ăn bao nhiêu thứ? Hôm nay con đã ăn cái gì? 2 cái bánh mì, ốp la. Thế bây giờ vẫn còn ngủ. Thanh niên cảm nhận nào về Thụy Sĩ? Thích thành phố hay thích nông thôn? Thích thành phố á? Thành phố của hamburger đúng không? Đây là nhà ga ở Zurich, siêu to khổng lồ luôn, to hơn cả sân bay. Bây giờ chúng ta sẽ đi Old Town. Đây chính là bảo tàng quốc gia của Thụy Sĩ, một trong những bảo tàng lớn nhất ở châu Âu. Bảo tàng quốc gia Thụy Sĩ. Bảo tàng quốc gia này được mở năm 1898, sở hữu bộ sưu tập khổng lồ về lịch sử văn hóa Thụy Sĩ. Nhìn sang bên kia là nhà ga trung tâm, to đùng luôn nhỉ, khủng khiếp. Tiếng chuông nhà thờ nghe phê không? Đây là cầu đi qua sông Limmat, có thể nhìn thấy phố cổ. Du khách bên tên Tuấn Nam cảm nhận gì về thành phố này? Du khách. Những ổ khóa ở bên cầu. Sạch bóng. Sông trong vắt. Không có con vịt trời à? Sông đỉnh thật. Sông Limmat, thiên nga bơi dọc luôn, quá đẹp luôn. Người dân ngồi bên bờ sông. Cái gì vậy con? Quay bóng năng lượng mặt trời. Ờ nhỉ, cả hai con luôn. Hay phết nhỉ. Một khu vườn toàn trẻ con. Ra đây có thể ngắm nhìn thành phố ấy. Các em leo cây. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Ra đây có thể nhìn thấy hết thành phố luôn này. Wow. Ở đây có thể nhìn thấy hết thành phố. Ok các con. Trên này có thể view được toàn cảnh thành phố. Chúng ta cùng lên Lindenhof để ngắm toàn cảnh thành phố. Wow, một công viên trên đồi, trời rất đẹp để ngắm view thành phố. Giờ chúng ta sẽ ra xem ngắm có cái gì không.
vòi nước công cộng ở châu Âu có thể uống được, ai cũng lấy nước. Ở đây có thể nhìn thấy nhà thờ được xây năm 893, một nhà thờ siêu lâu. View toàn cảnh thành phố, ngắm toàn cảnh thành phố. Ben ngồi ở giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Cái gì vậy con? Cách nhiễm con bò này. À, cách chế biến, à, cách làm con bò. Cách làm con bò gỗ. Cái con ngỗ bé xíu. Đang ngồi nghỉ giữa tán cây buổi trưa, trời mát lạnh. Siêu mát luôn. Bên sông chợ lề đường. Cherry dâu tùy em. Từ sông nhìn ra đây là nhà thờ Grossmünster, được xây vào thế kỷ thứ 12, thiết kế theo kiến trúc La Mã. Và nhà thờ này nằm bên bờ sông Limmat, là một trong ba nhà thờ nổi tiếng ở Zurich. Ngắm nhìn những công trình thế kỷ, toàn thế kỷ thứ mười mấy. Bức tượng được xây năm 1489. Bên này bến thuyền cầu Monsterbach 1836. Để xây được 2 năm. Kinh khủng, kinh khủng. Gần 200 năm rồi. Biểu diễn đường phố. Hai bờ sông thì quá đỉnh luôn. Những con nhỏ, phố nhỏ ở Old Town, hoặc là chợ cuối tuần. Đồ thủ công mỹ nghệ, vàng bạc, các loại đồ trang sức, loại bánh này. Vui. And the sweet to see. Vào ăn món đặc trưng của Thụy Sĩ. Bánh mì trên chảo.
Đây là món nổi tiếng nhất thế giới, phải thử khi đến Thụy Sĩ. Món ăn đặc trưng mushroom. Enjoy. Yeah, thank you. Khuya ngon. Cảm nhận nào. Chóng đấy. Bao nhiêu người vào ra ngoài và vẫn đợi gì? Hàng dài. Đi. 2 giờ chiều ở Zurich. Đây là ga trung tâm ở Zurich. Và chúng tôi sẽ đi về hồ Interlaken để chơi. 100 mấy chục cây, gần 200 cây. Nhà ga siêu rộng. Đây là khu bán đồ ăn. Khi mua Swiss Pass thì vào bảo tàng nào cũng được, thoải mái luôn, tất cả các bảo tàng. Bảo tàng Thụy Sĩ. Nhẫn được tìm thấy toàn 1.000 năm. Đây là cái gì các bạn? Các loại nhẫn. Còn nữa nhỉ? Là những bộ trà này, những bộ trà chiều của người ta này. Bộ này 1710. Đây cung điện, cung điện. Nhân vật hoàng gia. Đồ vật của hoàng gia. Quý tộc. Trang phục. Trang phục của các đời vua ngày xưa đấy. Trang phục hoàng gia đấy. Cầu thang lên tầng 2. Trang phục này. Trang phục hoàng gia ngày xưa. Đây là trang phục chiến binh. Đây là vũ khí. Có áo giáp. Đây là kiến trúc các phòng mô phỏng. Mô phỏng rồi này. Mô phỏng và cả bảo tàng. Triển lãm gì này. Ý săn bắn. Hunting and gathering. Vũ khí săn bắn từ những năm trước công nguyên. Đi. Ủa, như cổ tích ấy nhỉ. Đấy, cái gì đấy con? Xương bò. Xương bò này. Xương bò
Ngựa. À, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Nhưng mà cứ mỗi cái này nó sẽ hiện dòng chữ. À, thông tin. Dùng con ngựa để chiến đấu. Chiến đấu. Đài Loan ấy, phải là quốc gia ở Đài Loan ấy. Nghe còn đỉnh hơn nhỉ. Các loại đồng hồ. Tất cả thương hiệu. À. Khoang. Khoang khám phá tàu à. Đây là bên trong pháo đài lúc chiến tranh. Mọi người ngồi trong kia kìa, ngắm ra ngoài. Đâu? Đây. Đây là mô phỏng trận chiến đấu à? Đây nói về thiên nhiên. Xem thấy cái gì con? Nói về thiên nhiên Thụy Sĩ. Chuyển đổi ánh sáng theo sách luôn. Đỉnh thật. Xong ngồi bên kia xem. Ui. Xịn đấy. Bao giờ Việt Nam được này. Đỉnh đấy. Ra khỏi nhà ga cơn mưa to đùng. Thành phố Bơn trong cơn mưa. Cơn mưa to đùng này các bạn định nào? Go to hotel. Nấu ăn xong xem đá bóng. Ben. Trời mưa to quá nên là đành phải về nhà cổ vũ đội tuyển Anh trên đất Thụy Sĩ. Cánh đồng xanh đẹp thế nhỉ, cái nhà ở dưới này đẹp nhỉ, đỉnh.